Một mặt hay cũng im lắm nha cả nhà. Hiện tại là Cường đang kẹp cái giò để mình giữ thân bằng. Tay Cường không có đụng gì luôn đâu. Quay sơ lược cái nhà xem mà Cường cắt quạt nha cả nhà. Cường xin chào cả nhà nha. Thì đầu video Cường chúc cho anh em đồng nghiệp và cô dì chú bác gần xa là thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nha cả nhà. Hôm nay Cường đi bắt ong tiếp tục cả nhà ơi. Thì cái tháng nắng này thì đa phần công việc của Cường là chỉ đi bắt ong thôi nghe cả nhà. Đặng mà nói chung ra thì đi làm công chuyện khác, quay những cái clip khác không vấn được. Nhưng mà cả nhà biết như thế nào không? Thì nó mình đi làm, mình Cường đi quay những cái clip khác á, thì nó cái tiền YouTube nó không được bao nhiêu hết trơn nha cả nhà. Nhưng mà Cường đi bắt ong này á, thì nó có tiền để sinh hoạt hàng ngày á, cho nên Cường chỉ tập trung vào bắt ong thôi. Cả nhà cũng xem thì cũng thông cảm cho Cường nha. Thì Cường vẫn đi chung với ông chú Cường đây, ông ngồi ở nhà điện thoại. Ở ông này thì nó đóng cái thế này cũng gọi là độc lạ cái nha. Đây nè, đóng trên đọt dừa đó cả nhà thấy không, kèo chút cục mặt nằm chút luôn, cục mặt nằm cắm xuống như nè. Thì nhìn sơ sơ qua thì nhìn cục mặt này chắc cũng khoảng độ khoảng ba xị hay là nửa lít ba xị thôi nghe cả nhà. Nó đóng giết đóng kiểu ong kiểu đóng giết trời hết chỗ đóng cả nhà. Tại giờ ở miền Tây thì vườn tược không à, cho nên là người ta đâu có để cái vườn quang đâu cả nhà, đâu có để cây quang nhiều, đa phần là người ta sẽ cưa hết, cưa ra đằng mà người ta trồng trọt này kia đó, đâu có còn cây để cho nó đóng. Sức mồ hôi hết trơn chú. Lội đi bắt ong giết mà vậy đó cả nhà, cực khổ quá trời. Hả? Sáng giờ mới gặp được ổ mà nó đóng, ông bây giờ nó đóng sao mà kỳ quá. Đóng biết kiếm không gà. Kiếm không gà không. Hai chú cháu từ sáng giờ nói cái nhà nghe lội cũng dữ lắm lội cả nhà. Bây giờ không có còn phút tiếu cơm gì nữa. Hết chân luôn rồi hả? Hết chân luôn rồi. Đổ mồ hôi sôi mắt luôn đi. Đi giết nhão kiệt háng luôn á. Đang làm cái gọi nè. Cái dây này thấy chứ chắc lắm nghe cả nhà, dây dừa nè chắc lắm. Dừa này hồi xưa là đám cưới là lấy treo thịt bò nè. Đúng rồi, thì hồi xưa là cái dây dừa này mình treo cái đầu con bò là nó còn không đứt nổi. Nó nhưng mà mình phải biết cái cách để mình làm nghe, nó vẫn đứt bình thường nhưng mà mình phải biết cái cách để cho nó dẻo nghe cả nhà. Đó thì để Cường leo lên Cường thăm ông này coi có mặt không nghe, Cường mời ở nhà cùng đồng hành với Cường ngày hôm nay nha cả nhà. Mời gọi leo lên nghe cả nhà. Ổ này kèo kèo chút mà nằm sát thân nữa, để coi coi Cường lên Cường dùng thế ra lên được không mà bắt nó. Còn không chắc đu toàn ten cắt cục mặt cho nó lẹ. Thấy chứ đu vậy chứ anh em nào đu cũng quen là chịu không nổi đâu nha. Nó mỏi hai cái tay với hai cái giò mỏi gung luôn á. Nhiều khi cả nhà thấy Cường làm nhiều khi thấy đơn giản quá, thấy nhìn thấy nhẹ nhàng quá nhưng mà thực tế ở ngoài cả nhà thấy mới nó mới khó. Bây giờ dao đâu rồi? Trời, ông giấu cái dao nữa chứ. Nó dừa này nó chưa tới mùi chú ơi. Nó còn hơi gum gam. Đây, bây giờ. Ừ? Sáng nó còn mùi xương. Nó cháy lên nữa cả nhà. Rồi Cường tiến hành nha, leo lên nha. Cái dừa nó có khí khía cũng dễ leo. Chưa hết
bay hết trơn. Cả nhà thấy to không chưa? Cá là ngon luôn nha cả nhà. Hiện tại là Cường đang kẹp cái giò để mà giữ thân bằng. Tay Cường không có đụng gì luôn đâu. Quýnh quá trời quýnh rồi. Một mặt hay cũng im lắm nha. Đóng kỳ cục như đây. Này chắc leo lên trên luôn rồi. Leo lên trên đây lấy mật cái dễ hơn. Đu dưới nó khó làm hơn. Ôi mệt. Trên đây thì còn phải khum người xuống. Tàu dừa nó đóng tàu dừa khô nó mới ghê chứ. Hơi khó làm cả nhà ơi. Nhưng mà còn cố gắng còn quay. Động đậy mạnh quá chắc nó rớt xuống luôn quá. Trời ơi, mặt nó ngon. Nó đóng cái tầng dừa khô. Bởi vậy Cường làm hơi khó nha cả nhà. Mặt nó ngon ghê không? Cường đang nằm giữa mấy bẹ dừa nè, mấy bẹ dưới này nó khó ngồi lắm nha cả nhà. Một mặt bên đây nè. Quá đã cả nhà. Trời ơi, nó quýnh nữa. Quýnh hoài vậy. Thấy chưa? Cái này Cường nắm Cường giật cái bẹ xuống được luôn á. Nhưng mà cắt cố gắng dưỡng tổ lại cho nó nở con nghe nha. Rồi. Tiến hành lấy mật thôi. Nằm có tay vịn tay cắt khó làm quá. Chắc cả ba sĩ ạ. Khó làm quá. Kể đi, trước mắt lại vậy đi, ngồi tuột xuống dưới cái đế dưới á, sửa dĩ nó lại sao.
Trời ơi, khum hết người luôn anh. Khó ăn nó quá cả nhà ơi. Thử ra mà nói luôn đó nha. Cắt vô bịch cái đĩa tính đó. Chứ giờ còn hết sự lựa chọn. Xuống đất lụm con ra sao. Con vô cho một bịch luôn đó nha ơi. Quá trời ơi. Nằm nói chung là nhiên. Cường nằm trong đây cũng nghiêng hết người luôn á. Mới cắt được con mặt á. Còn là gian nan chứ. Trời ơi con vô bịch nè. Để xuống đất đi lụm lại. Xuống đất lọc lại review cho các nhà xem kỹ hơn. Cả ba sĩ mật rồi cả nhà, không tới được lúc. Trời ơi còn mật cả nhà ơi. Còn dính nè. Nguyên một cục luôn. Để đây cho nó vậy luôn nha. Còn cục cả nha. Đống cây dừa leo cực thiệt chứ. Mà lại mặt không có được nhiều nữa. Ây da. Quá trời. Mệt. Phấn hoa với con còn lộn đây nhiều lắm. Để lọc lại cái nhà đi. Mà cũng đứt dây đàn luôn nha. Nó khó cắt gì đâu luôn. Khó cắt quá chú ơi. Hả? Đúng hả? Nè lụm con gọt phấn nha. Khó cắt quá. Lụm hết con mới được. Nhiều dữ lắm. Cẩn thận cái nhánh ướt ha, nhánh khô này khó làm ghê ha. Cả nhà coi con đó nè. Chích nha. Chú còn đang hốt dục ra cả nhà ơi. Nãy túm lẹ xuống cái bè đó nó muốn già cả nhà, nó cụp bất cứ lúc nào á. Thôi chú. Vậy? Dính kim. Nó cụp bất cứ lúc nào á cho nên còn làm lẹ lẹ xuống. Cả ba sĩ à, không nhiều. Thôi kệ đi cả nhà ơi, có là cũng mừng rồi ha. Mừng. Đi từ sáng giờ luôn á. Cục này là cục đầu tiên trong ngày nè.
Đẹp ghê không? Đẹp. Quá đẹp luôn. Thì thôi để Cường ốp máy nha, đi kiếm vòng vòng nó coi có nữa, Cường quay cả nhà xem tiếp nha. Lọc coi kỹ lại hết luôn nha cả nhà. Cũng hoa này kia nè. Đây cả nhà ơi, thì Cường mới phát hiện trong đây có tổ ong nha cả nhà. Nó đóng trên cái đọt vú sữa này nè. Cường thấy ong này nó dài lắm rồi, cái đầu mặt nó lú ra hết trơn luôn nha cả nhà. Không biết là nó có mặt còn mặt hay không thì cái đó Cường không biết, thì nó thấy nó lú ra hết trơn cả nhà. Có ong bên đó kìa. Mà cái đầu mặt thấy nó lớn lắm nha cả nhà. Nếu mà ong này không bị khô rồi cũng tầm 1 lít mấy đến 2 lít á. Ong nó đi ăn ra vô liên tục luôn. Ong này nếu mà ấy chắc có thể là bơm kèo. Ô nó chạy tàn. Thì thôi để giờ Cường leo lên Cường thăm thử nha cả nhà. Thấy đầu mặt lú rồi, quá trời lú rồi, cũng không sung mấy nữa cả nhà ơi. Rồi, để Cường leo lên nha cả nhà. Cây này thì nó cũng dễ leo thôi. Mò cái gọi lên cái. Cái ổ này tình hình thấy có thể là nó hung nha cả nhà. Bây giờ ổ già. Già nó quýnh Cường rồi. Quay ông cho cả nhà xem. Ổ này tại nó già quá, trời già. Chưa thấy cái đầu mặt đó nữa. Trời ơi, con ong này nó không bay ra dưới chân cả nhà ơi. Thank you.
cả nhà. Quay cục mặt cho cả nhà xem luôn. Quá trời cục mặt đây luôn. Đây này cả nhà. Chắc khoảng 3 lít cả nhà. Hơi khô chân. Cái nhà thấy sướng ghê chưa cái nhà. Thứ gì chịu nổi không. Trời ơi con voi vậy cái nhà ơi. Này đóng trong hốc trong hẻm mới còn sót lại thôi, chứ ngoài ra cũng vô phương kiếm nữa nghe cái nhà. Chám voi trắng tát luôn. Nó sức đã. Còn thấy cục mặt này còn tê hết trơn cả nhà ơi. Quay sơ lược cái nhà xem rồi còn cắt quạt nha cả nhà. Mới vừa lên nó quýnh quá trời quýnh luôn. Bây giờ nó dịu lại nè. Cái đống nhánh này tuy khó, tuy dễ mà khó cắt. Này chắc còn trồng hai bịch chứ. Chứ nó bọc nó tuôn xuống ra rồi luôn. Trồng vô hai bịch cho nó chắc. Hơi khó làm chút xíu nha cả nhà. Khó làm. Không có thế đứng. Quá trời con voi nè. Vô mình không vừa luôn. Nặng tay luôn cả nhà ơi. Quá sướng rồi. Rồi đi xuống nha, xuống đất còn review kỹ hơn cho cả nhà xem. Chứ ngồi đây nó quýnh quá trời rồi.
tính cỡ 2 lít, ai nhờ 3 lít luôn. Nó nặng cái tay cường dở lên không nổi cái này. Đây nè cả nhà. Nó nặng cái tay cường quá trời. Cường nghĩ cái tay lên không nổi luôn á, nó nặng á. Ôi ôi, mặt nó đỏ coi nè cả nhà ơi. Thứ gì chịu nổi không? Nó chám vôi coi nè. Đích chịch luôn. Quá ngon lành này, mừng hết lớn luôn thiệt chứ. Thì cục này chắc cũng khoảng tầm khoảng 5 cân nha cả nhà, 5 kg á. Chắc cũng khoảng 3 lít thôi. Mà lên đúng ông ấy hung quá trời, ông già nó hung cái nha. Lên chụp cũng quýnh quá trời quýnh luôn. Gán gồng lại nhưng mà cái thế nó khó cắt cực kỳ luôn á. Tại nó nằm cái nhánh kiểu nhánh cục á, mà ở trong thân không có cái gì để mình dựa dò vô hết trơn á. Thành ra nó khó. Quá ngon cả nhà ơi. Thôi thì để cùng xin ốp video nha. Nó bu cùng quá trời rồi cả nhà ơi. Nè. Bu quá trời bu rồi. Để coi đi kiếm nữa cũng có nó cùng quay cả nhà xem nha, còn không có thì thôi cả nhà. Thì cũng xin chúc cả nhà xem clip thật nhiều vui vẻ nha.